Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh trên NCT. Và hôm nay là ngày 10 tháng 7. Thì hôm nay con có làm hai cây hai loại ha, một loại bên đây là sam hương, còn bên đây là sam núi trái mini. Thì những cây mà sam núi trái hiện tại bên vườn con đang bán và giao lưu á, về cô chú anh chị mình có thể là làm những cây mini và vô chậu như thế này ha. Nói chung là rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó thì về cô chú anh chị mình kiếm một cái chậu xong rồi cắt tỉa đồ lại quấn mini nó như thế này đó, chỉ cần lên chậu thôi là nhìn nó khác rồi cô chú anh chị nè. Hàng sam trái làm mini siêu mini ha, sam hương cũng vậy. Nãy là quấn do quấn cầm sao rồi vớt cái chậu bể quấn băng keo lại. Đó. Nói chung là sam hương với sam trái hiện tại là hàng mini con đang bán và cô chú anh chị mình có thể là về làm được như thế này ha. Và đây là những cây con giao lưu này nha cô chú anh chị. Thì thật sự mà nói á, là nhìn vô một cái chậu và chậu bự như thế này, còn cái cây nó nhỏ như thế này thì nhìn nó không ra cái gì hết á, nó không ra cái cây. Nhưng mà cô chú anh chị mình vô cái chậu nhỏ như hiện tại con quay đầu clip đó, thì cô chú anh chị mình nhìn cái cây nó khác rất là nhiều. Thì những cây này nó cũng tương tự như vậy. Và những cây này con quấn quái và cái thân nó còn nhỏ, cô chú anh chị mình có thể về làm những cái cây dáng đổ tương tự như đầu clip con giới thiệu ha. Đây nè, về mình cắt cọng dây nhôm cũ bỏ, xong mình quấn cọng dây nhôm mới, xong rồi mình làm cho trồng cho nó nghiêng xuống tí, xong rồi mình quấn dáng đổ vậy thôi, rất là đơn giản, là cô chú anh chị mình có một cây bonsai để chơi rồi. Và những cây sam trái này hiện tại bên vườn con đang bán và giao lưu với giá chỉ có 48.000 một cây thôi cô chú anh chị, 48.000 một cây thôi ha. Hàng này á, con xin giới thiệu tự sử nó nha, tự sử nó là chiếc ý con xin lỗi dâm từ một cái nhánh nhỏ xíu như thế này nè, xong mà trồng lớn lên rồi quắn quái cho đến hiện tại là nó một năm mấy rồi, nó không phải là nhỏ tuổi luôn nha cô chú anh chị, trồng rất là lâu lớn. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể là làm rất là nhiều dáng khác nhau. Đó, sam núi trái này bên vườn con hiện tại đang bán 48.000 á, còn sam hương thì ở trong kia kìa, còn có mấy cây nè. Sam hương còn mấy cây thôi nha cô chú anh chị. Đó, hiện tại là sam hương bên vườn con đang bán và giao lưu với giá là 42.000 một cây. À, con còn có khoảng chừng chục cây. Thì con cũng đang kiếm hàng mới để lấy về đó. Cô chú anh chị mình có thể tham khảo những cách con làm hồi nãy nha, cách con làm đầu tiên trong clip đó đó. Thì về á, mình chỉ cần lên cái chậu thôi là nhìn cái cây nó khác lắm rồi cô chú anh chị. Lên cái chậu mà hợp với cái cây thôi là nhìn nó rất là khác rồi. Còn hiện tại á, là con đang trồng trong một cái bầu đen, với lại chi tàn thì để nó rất là âm tầm, nhìn không ra một cái cây đẹp. Nhưng mà khi cô chú anh chị mình lên cái chậu rồi và cắt tỉa uống nó sơ sơ lại còn một cái là nhìn rất là ghiền ha. Rồi thôi con xin mến chào cô chú anh chị. À, cái thằng mai chướng thủy nữa nè. Mai chướng thủy hiện tại ngày mai con cũng cắt tỉa và lên chậu luôn để làm mẫu cho cô chú anh chị mình thấy tham khảo, thì có thể về làm theo cách con. Đó. Rồi thôi con xin mến chào và tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ.